Vừa rồi là đoạn video mình đã mở hộp cho các bạn mẫu màn hình là LG 34 UC99, một trong những mẫu màn hình cao cấp của LG hướng tới đối tượng đấy chính là những người làm về đồ họa cũng như là làm đa nhiệm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem nó có những gì mà mức giá của nó là lên đến là 22 triệu. Và bởi vì đây là một trong những mẫu màn hình thuộc hàng cao cấp của LG, thế nên nó đã được trang bị những thông số cực kỳ ấn tượng như kích thước 34 inch, tỷ lệ 21:9, cung độ phân giải là 3440x1440, kèm theo đó là độ cong 1900R. Thông thường như các bạn thường thấy, những mẫu màn hình cong nó chỉ cong là 1800R mà thôi, nhưng LG 34 UC99 nó cong tận là 1900R, có nghĩa là độ cong của nó đã cong hơn bình thường. Nó giúp cho các bạn có thể quan sát một cách tốt hơn bởi vì chiều dài thực tế của nó đã rất là dài. Còn về tấm nền thì chắc chắn không thể nào khác được, đấy chính là tấm nền IPS, bởi vì mục đích chính của nó là hướng tới những người làm việc chuyên nghiệp, thế nên yếu tố góc nhìn và màu sắc nó phải cực kỳ chính xác. Những yếu tố vừa rồi mà mình vừa điểm qua cho các bạn đấy, đấy chính là những yếu tố mà các bạn thường xuyên quan tâm ở trên những mẫu màn hình. Nhưng mà khoan đã, những yếu tố đấy nó chỉ là nhỏ thôi, còn rất nhiều yếu tố khác nữa mà các bạn cần phải quan tâm bởi vì đây là một mẫu màn hình chuyên nghiệp. Về thiết kế, LG 34 UC99 nó vừa ghi được những điểm cộng nhất định ở trong mắt của mình, nhưng nó cũng vừa có những điểm trừ mà mình chưa ưng lắm. Về điểm cộng, đây chính là về ngôn ngữ thiết kế trang nhã, sang trọng, hoàn toàn có thể đặt được ở bất kỳ đâu mà nó vẫn có thể toát lên được vẻ đẹp của mình. Những đường nét thiết kế được làm theo kiểu là thanh mảnh, nhẹ nhàng. Nói chung về thiết kế của nó mình phải nói là rất đẹp. Có điều viên màn hình của nó vẫn hơi dày, mình vẫn chưa ưng lắm. Theo như mình đo ấy, thì độ dày của nó là khoảng tận 1cm cơ. Thực tế thì với những mẫu màn hình 34 inch, tỷ lệ là 21:9 thì LG 34 UC99 nó đã thuộc hàng gọi là viền màn hình mỏng nhất rồi. Với một mẫu màn hình 21:9 thì bộ phận mình quan tâm nhất và cũng có thể nói là rất là quan trọng của nó, đấy chính là về phần chân đế. Bởi vì trọng lượng của mẫu màn hình này là rất lớn, kèm với đó là nó rất là dài, thế nên là các bạn sẽ cần một chân đế đủ chắc để nó không bị rung lắc trong quá trình sử dụng. Về chân đế của LG 34 UC99, mình đánh giá nó là đủ dùng, nó cũng không quá là xuất sắc. Nó đủ dùng ở chỗ, đấy chính là nó khá là vững chãi nếu như các bạn đặt trên bàn một cách bình thường. Nhưng mà nếu như bàn của các bạn mà rung ấy thì chắc chắn màn hình của các bạn cũng sẽ rung theo, nó khá là khó chịu. Về độ linh hoạt thì LG 34 UC99 nó cũng ở mức là ổn, đủ dùng. Bởi vì các bạn có thể điều chỉnh được lên xuống một cách rất là nhẹ nhàng, các bạn có thể lật góc nghiêng lên xuống. Chỉ có duy nhất một điều mà mình chưa được ưng lắm, đấy chính là nó không xoay được sang hai bên mà thôi. Và độ dày tổng thể của mẫu màn hình này thì mình thấy là nó cũng không quá lớn. Nó không chiếm quá là nhiều diện tích ở trên bàn của bạn, vì nó chỉ dày tầm đâu đó là khoảng tầm 10 inch mà thôi, có nghĩa là khoảng tầm hơn 25cm một chút. Quay ra mặt sau của mẫu màn hình này thì sự trang nhã của nó vẫn còn. Kiểu đặt trên bàn làm việc mà mặt lưng quay ra ngoài thì nhìn nó cũng chất phết đấy. Và đồng bộ với phần mặt lưng trắng này thì LG cũng đã rất tâm lý khi tặng kèm cho người dùng, đấy chính là toàn bộ phần dây kết nối từ dây nguồn cho đến dây DisplayPort, HDMI, tất cả các thứ thì LG đều làm cho chúng ta, đấy là màu trắng. Và toàn bộ cổng kết nối của LG 34 UC99 nó sẽ được đặt ở mặt sau với hai cổng HDMI, một cổng DisplayPort, một cổng nguồn, một cổng âm thanh quang và hai cổng USB 3.0. Còn một cái nữa cực kỳ quan trọng mà các bạn thấy nó bé bé xinh xinh, đấy chính là cổng USB Type-C hỗ trợ công nghệ là Power Delivery. Mấy cái cổng kết nối kia ấy thì các bạn có thể không cần phải quan tâm bởi vì nó đã quá quen thuộc với các bạn rồi. Nhưng mà cổng USB Type-C thì nó có vẻ ít phổ biến hơn. Và nếu như các bạn đang dùng PC ấy, thì có thể các bạn không cần quan tâm đến cái cổng USB-C đấy để làm gì. Nhưng mà nếu như các bạn đang dùng laptop, mẫu laptop của các bạn có cổng USB Type-C và hỗ trợ sạc qua cổng USB Type-C luôn, thì cổng USB Type-C đấy, đấy chính là cổng kết nối toàn năng nhất mà các bạn đang có. Chỉ với một sợi cáp USB Type-C, các bạn kết nối từ laptop qua màn hình là các bạn đã có thể vừa sạc cho laptop này, các bạn vừa có thể xuất hình, rồi các bạn cũng có thể sử dụng được mấy cổng USB 3.0 ở mặt sau luôn. Và đây là một điểm cộng rất là lớn, bởi vì hiện tại đang rất ít những mẫu màn hình trên thị trường có hỗ trợ cổng USB Type-C. Và ở dưới đáy các bạn sẽ có thêm một cái joystick để điều khiển. Mọi chức năng sẽ được tích hợp vào bên trong cái joystick này, từ bật tắt nguồn cho tới điều khiển chức năng. Nói chung nó rất là tiện lợi, nó giúp mình không phải mò mẫm, mình không biết đã nhấn ở chính xác hay chưa. Với cái joystick này, tất cả tích hợp vào trong một, có thể nói là một điểm cộng rất lớn tới từ LG. Đánh giá sơ bộ LG 34 UC99 sẽ là như vậy. Và bây giờ sẽ là đánh giá chi tiết trong quá trình trải nghiệm của mình. Như đoạn đầu của video mình đã nói là LG 34 UC99 nó sẽ cong hơn những mẫu màn hình cong khác, với độ cong là 1900R. Những mẫu màn hình khác nó chỉ có là 1800R mà thôi, nó cong hơn.
Và đây là một điểm cộng phải nói là quá lớn, bởi vì kích thước của nó là 34 inch cùng tỷ lệ là 21:9. Nó rất là dài, thế nên là việc có độ cong lớn hơn thì nó sẽ hạn chế được việc các bạn là quay đầu cũng như là liếc mắt, các bạn sẽ đỡ mỏi hơn trong quá trình sử dụng. Tiếp theo là nó sẽ giúp quá trình các bạn chơi game ấy, thì nó sẽ cảm giác như là không gian của bạn sẽ bao trùm hơn, thì cảm giác chơi game thì nó sẽ tốt hơn. Tỷ lệ 21:9 thông thường sẽ được những hãng quảng cáo là làm đa nhiệm tốt các thứ. Nhưng mà theo mình nghĩ nếu như chỉ nói là làm đa nhiệm không ấy thì sẽ là chưa đủ. Bởi vì với mẫu màn hình 21:9 này, nó làm đơn nhiệm cũng rất là tốt. Ví dụ điển hình như là nếu như các bạn đang dùng bộ phần mềm là Adobe Premiere hay là DaVinci Resolve. Bản chất của những phần mềm này là nó được chia ra nhiều cửa sổ làm việc khác nhau, nên là khi các bạn có một mẫu màn hình đủ rộng rãi thì nhiều cửa sổ đấy nó sẽ rộng rãi hơn, hoặc là các bạn có thể sắp xếp chúng theo một cách hợp lý hơn để có thể sử dụng một cách tiện lợi nhất. Một số bạn có công việc chính là viết content như mình thì LG 34UC99 nó cũng là một sự lựa chọn rất là tốt, bởi vì mình hoàn toàn có thể vừa duyệt web này, vừa chạy office trên cùng một không gian mà nó vẫn rất là rộng rãi, nó không bị gò bó như là màn hình 16:9. Đối với nhiều người sẽ có một số quan điểm, để chính là sử dụng hai màn hình 16:9 sẽ có thể làm đa nhiệm tốt hơn là một màn hình 21:9. Thì việc nói như thế nó cũng vừa đúng mà cũng vừa sai, bởi vì mỗi cái nó sẽ có một lợi thế khác nhau. Với việc các bạn sử dụng hai màn hình 16:9 thì các bạn sẽ có không gian làm việc tách biệt này, rồi quản lý tác vụ các thứ sẽ là chuyên nghiệp hơn. Nhưng mà nó sẽ có một điểm yếu, đấy chính là viền đen ở giữa nhìn rất là khó chịu. Cùng với đó là việc các bạn set up dây nhợ nó cũng sẽ là lằng nhằng hơn. Còn với màn hình 21:9, ngoài việc nó làm đa nhiệm tốt thì việc khi các bạn sử dụng đơn nhiệm ấy thì nó sẽ không bị cái vạch đen ở giữa để gây khó chịu cho các bạn. Còn tiếp nữa đấy chính là với màn hình 21:9 thì các bạn chơi game cảm giác nó cũng đã hơn là hai màn 16:9, rồi là set up dây nhợ các thứ sẽ là đơn giản hơn. Đối với những bạn nào mà đang có ý định mua LG 34UC99 về để làm đồ họa một cách chuyên nghiệp ấy, thì có một yếu tố mà các bạn nên quan tâm, đấy chính là LG 34UC99 nó hỗ trợ lên tới là 10 bit màu, có nghĩa là độ sâu màu của nó là khoảng tầm 1 tỷ màu ấy. Với những mẫu màn hình bình thường nó chỉ khoảng tầm là 8 bit màu mà thôi. Thế nên khi các bạn có 10 bit màu thì các bạn có thể hiển thị được nhiều màu sắc hơn, hoặc là khi các bạn chuyển từ mảng màu sắc này sang mảng màu sắc kia ấy thì cái độ chuyển của giữa hai mảng màu thì nó nhìn nó sẽ cảm giác như là nó sẽ được mượt mà hơn. Để đánh giá thực tế dài màu của LG 34UC99, mình đã sử dụng là Spider 5 Pro và cho kết quả nó khá là ấn tượng, với 100% dài màu sRGB và 79% dài màu Adobe RGB. Nó tương đương với cả màn hình của những mẫu MacBook Pro khoảng tầm năm 2016 đến năm 2018 đến nay. Và nó khá ngon để các bạn có thể chỉnh sửa ảnh một cách chuyên nghiệp. Độ sáng tối đa là 320 nit, thế nên việc các bạn ngồi cạnh cửa sổ ấy hay là môi trường ánh sáng phức tạp nó cũng không phải là một vấn đề gì đó quá lớn. Chỉ có duy nhất một vấn đề là khi mình nhìn thực tế thì độ tương phản của nó hơi đậm một chút, kiểu như là nó hơi nịnh mắt và nó không thực sự là thật cho lắm. Thế nên mình khuyên các bạn là nên cân chỉnh lại một chút thì nó sẽ là ổn hơn. Còn nếu như các bạn mua LG 34UC99 về để chơi game thì nó sẽ có một điểm cộng, đấy chính là tần số quét của nó là 75Hz, cao hơn 60Hz một chút. Hình ảnh hiển thị của nó sẽ mượt mà hơn. Kèm theo đó là độ phân giải là 3440x1440, nó sẽ giúp cho hình ảnh được chi tiết hơn. Tỷ lệ 21:9 nó cũng sẽ giúp cho các bạn mở rộng được khung hình hơn và nhìn theo kiểu nó sẽ là đã mắt hơn. Nhưng mình khuyên thật là các bạn chỉ nên chơi những tựa game như là FIFA, đua xe hay là bắn súng các thứ mà thôi. Bởi vì góc nhìn của bạn là nhìn trực diện và không di chuyển cổ hay là mắt quá nhiều. Còn nếu như các bạn đang chơi những tựa game như là game MOBA, kiểu như là Liên Minh hay là Dota 2 ấy, thì mình nghĩ là không nên chơi ở trên mẫu màn hình này. Bởi vì góc nhìn của nó là quá rộng và cổ cũng như mắt của các bạn sẽ phải đảo một cách liên tục. Và sau một hồi chơi của mình ấy thì mình cảm giác đấy chính là cổ của mình rất là mỏi ấy. Tổng kết lại, với khoảng 22 triệu, các bạn sẽ có được một mẫu màn hình làm việc một cách chuyên nghiệp. Các bạn có thể làm đồ họa, các bạn có thể làm về đa nhiệm các thứ. Có thể nói là làm rất là tốt. Cùng với đó, nó đang sở hữu cho mình, đấy chính là một thông số rất là ấn tượng, kèm theo với cả giải màu của nó thì khá là rộng đấy, khoảng 100% sRGB, kèm với đó là 79% Adobe RGB, thì các bạn có thể hoàn toàn edit hình ảnh một cách rất là chuyên nghiệp. Rồi độ sâu màu của nó là 10 bit. Và độ tương phản của nó thì mình chưa đánh giá cao lắm, thế nên là các bạn sẽ khi mua về các bạn nên cân chỉnh lại một chút. Còn về thiết kế, các bạn nhìn phía sau mình các bạn có thể thấy rồi đấy, nó rất là trang nhã, sang trọng, nhìn vào mình có thể đặt được ở bất kỳ đâu mà nó vẫn đẹp. Rồi nói chung là về tổng kết lại thì mình thấy nếu như để mình chi ra khoảng 22 triệu để mua mẫu màn hình này ấy, thì mình có thể mình vẫn sẽ chi ra 22 triệu để mua nó về làm việc. Còn ý kiến các bạn như thế nào hãy comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.